là khi mà mình học mà chưa khá, chưa vững thì về xem lại video của thầy và làm từng phần một và làm y chang như là thầy đang giảng. Chứ đừng có nhìn cái code của thầy từ dòng 1 cho đến dòng thứ N gõ lại nó chạy là không phải phương pháp học. Mà phương pháp học của chúng ta là phải nêu một cái project được. Trước tiên là phải nêu được một cái project. Nếu mà mình nêu mà mình không cần phải suy nghĩ là ok, thành công về cái phần nêu. Còn nếu như mà đến giờ này các bạn còn phải suy nghĩ chọn cái gì nữa thì là chỗ này chưa ổn. Hả? Bạn làm sao mà đến giờ này, ví dụ như là chúng ta đang ở đây là buổi thứ 11, thì chỗ này giả sử thầy để là buổi 11, ok, ở trong của mình thầy đang lưu FPT COM 108. Rồi, giả sử thầy tạo thư mục buổi 11. Ok, lưu cái. Chú ý nè. Rồi, khi mình tạo một cái project mới thì bản thân cái file mà chấm C này nè là nó chưa có lưu, và vô cái mình lưu liền buổi 11, không có gì mà phải suy nghĩ hết. Đây là cái giai đoạn đầu tiên. Nếu như mà các bạn làm từ đầu đến đây mà không có gì phải suy nghĩ hết là ok. Còn nếu phải suy nghĩ thì quay trở ra tạo new một cái project mới, làm lại từ đầu. Đó, bạn phải luyện kỹ như vậy thôi. Giống như đi luyện võ thì làm gì? Đứng tấn. Đứng tấn từ ngày này qua ngày khác, cứ mỗi việc đứng tấn thôi, không làm gì hết trơn á. Được chưa? Rồi. Đề yêu cầu là nhập vào một số nguyên. Thì trước tiên chúng ta muốn giữ số nguyên thì phải có một cái biến. Biến đó là A, B, C. Bé Hằng, bé Na, bé Cúc, bé Thủy gì cũng được hết. Muốn ghi gì ghi. Tên biến. Và kiểu dữ liệu của nó là gì? In. Đúng rồi. Đó. In. N. Chấm phẩy. Hết. Nhập vào một số. Có bạn hồi nãy ghi là scan. Cũng được luôn. Scan. Phần trăm D phẩy và N. Được không? Nhập vào số được chưa? Đúng, được không? Được. Nhưng sao? Nhưng khi chạy lên như vậy, khi chạy lên, chương trình của mình chạy chưa? Chạy rồi, nhưng mà đôi khi mình không hình dung được là chạy rồi. Đó. Cho nên ở chỗ này, trước khi nhập thì chúng ta làm gì? Xuất ra một câu thông báo. Nhập vào số hay chấm cách ra hết. Và nếu như hồi nãy cái phần tạo project mình làm được rồi thì đến giai đoạn này chừng đây dòng lệnh thôi mà mình code mà mình cảm giác là cứ gõ ra trong đầu của mình không suy nghĩ thì mới thành công. Đến đây nè, chừng đây dòng lệnh nè. Mà lúc mình code mình không cần nghĩ là mình đang code gì. Tự trong đầu nó chảy ra chừng đây lệnh thì mới được nha con. Và mình luyện cái này chục lần, trăm lần, ngàn lần cho thầy nếu không ổn. Chứ còn tiêu tờ cũng vậy thôi. Được chưa? Rồi. Ví dụ xuất ra câu số bạn vừa nhập. Rồi. Số vừa nhập hai chấm. Mình muốn xuất thì cái lệnh xuất này chỉ xuất thông báo hoặc xuất kèm theo biến. Biến của mình muốn hiển thị ở đâu thì mình chỉ định vị trí cho nó bằng cách định kiểu. Kiểu in thì phần trăm D, kiểu plot phần trăm F, kiểu character phần trăm S hoặc phần trăm C. Nếu một ký tự là character, còn nếu như mà cha sao thì là phần chấm S. Rồi biến ở phía sau dấu phẩy N. Như vậy chúng ta đã nhập và xuất. Rồi, nếu đây là một cái bài toán hết sức đơn giản, nhập xuất số 6, xuất số 6 hết.
Được chưa? Bây giờ nhiệm vụ của mình là kiểm tra xem cái N này nè, dương hay âm. Nếu dương yêu cầu nhập lại, à, xin lỗi, nếu nhỏ hơn bằng không thì yêu cầu nhập lại. Như vậy chỗ này chúng ta ôn tập giúp cho thầy cái lệnh why và do why. Why và do why. Nếu chỗ này các bạn dùng lệnh why, nếu chỗ này các bạn dùng lệnh why thì bạn sẽ làm gì? Why n nhỏ hơn bằng 0. Nếu n nhỏ hơn bằng 0 thì yêu cầu nhập lại. Hai cái lệnh này phải thuộc vô một cái. Nhớ là phải thuộc vô. Yêu cầu nhập lại số Nguyễn Dương. Chỗ này mình yêu cầu nhập số Nguyễn Dương. Đó, yêu cầu nhập lại số Nguyễn Dương cho đến khi nào mà n không nhỏ hơn bằng 0 thì xuống dưới. Rồi, chạy thử chương trình. Nếu như mình nhập âm 3 yêu cầu nhập lại âm 5, nhập lại âm 7, nhập lại 8 hết. Được chưa? Như vậy mình đang dùng vòng lặp why. Trong khi n còn nhỏ hơn 0 thì nhập lại. Như vậy bạn muốn dùng vòng why thì trước đó bạn phải có n. Thì mình phải có n rồi mình mới đi kiểm tra. Được chưa? Rồi. Bây giờ giả sử thầy không dùng why mà thầy dùng do why. Do why. Vậy thì do why là làm trước rồi kiểm tra sau. Làm trước rồi kiểm tra sau. Vậy chỗ này vô mình sẽ do xuống này. Theo các bạn mình sẽ why gì đây? N sao? Nhỏ hơn hay lớn hơn? Rồi, theo các bạn nhỏ hơn bằng 0 nha, chú ý nha. Rồi, nhập vào số n. Nhập vào số n. Trong khi còn nhỏ hơn 0, mình biên dịch coi có bị lỗi gì không nha. Lỗi gì? Nó nói còn thiếu dấu chấm phẩy phía trước cái lệnh print. Thiếu ở đâu? Dòng. Dòng mấy thiếu chấm phẩy? Dòng mấy? Dòng 11. Biên dịch lại. Hết lỗi rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là n nhỏ hơn bằng 0. Hồi nãy là y, là n nhỏ hơn 0, đúng rồi. Bây giờ do y. Rồi chạy lại. Nhập vào một số âm 5. Nhập vào một số âm 7. 9. Ok. Đúng chưa? Như vậy đối với cái do y thì nó gọn hơn tí xíu. Hồi nãy why do, why là bạn phải có dữ liệu rồi bạn mới đi kiểm tra. Còn do why là vô đây nhập trước kiểm tra sau. Được không? Được ha. Rồi ok. Như vậy đó là do why và why do. Như vậy hồi nãy giờ mình đã ôn tập được gì? Nhập xuất. Kết thúc một bài. Dùng vòng lặp why kết thúc một bài. Dùng vòng lặp do why kết thúc một bài. Như vậy hồi nãy giờ là 3 bài rồi đó. À, riêng cái video từ nãy giờ là ôn tập được 3 bài rồi đó. Không kịp thì mở lại N lần giúp thầy nha. 3 bài rồi. Ok.
Rồi bài tiếp theo của chúng ta, hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương. Đếm số lượng chữ số. Ví dụ thầy nhập vô như thế này: 6, 7, 8, 3, 4, 5. Enter. Theo các bạn, nó sẽ xuất ra cái gì? Thầy nhập 6, 7, 8, 3, 4, 5. Xuất ra gì? Xuất ra, người ta hỏi là gì? Đếm số lượng chữ số. Vậy khi mà thầy nhập như vậy thì nó xuất ra gì? Số 6. Chính xác. Có phải là số 6 là do cái này nó là số 6 không? Không. Là có tổng cộng là 6 chữ số. Được chưa? Như vậy thì làm sao để mình lấy được 6 chữ số? Thì mình sẽ làm như thế này. Đối với lại cái dạng bài này thì mình sẽ hình dung là mình có một cái số, một số A, B, C, D, E, F. Vậy cái số này, cái chữ số cuối cùng của mình là F. Vậy làm sao để mình lấy được cái F này ra? Làm sao để lấy được chữ số cuối cùng này ra? Số cuối cùng này nó có thể chạy từ máy đến máy. Tại tử. Tử. Từ 0 chứ. Nó có thể chạy từ 0 đến 9. Vậy làm sao mình biết nó là 1 hay là 5 hay là 3 hay là 9? Làm sao biết? Sao đếm được? Kiểm tra bằng cách nào? Chia lấy dư cho 10 thì sẽ dư từ 0 đến 9. Vậy đúng ý mình rồi. Vậy thì chỗ này muốn biết được số cuối cùng của mình là số mấy thì mình giả sử như thầy sẽ có một cái biến. Thầy ghi lại dư. Dư. Được chưa? Và xuống này dư thầy sẽ gán bằng cho n phần trăm với 10. Được không? Được không? Và thầy sẽ xuất cái số dư này ra. Dư 2 chấm phần trăm d phẩy dư. Rồi ví dụ mình nhập vô 1, 2, 3, enter, đây dư 3, mình không có xuống dòng, thầy cố tình như vậy. Rồi có một bạn hồi nãy nói là em không biết là khi nào thêm xuống dòng và thêm trước hay thêm sau. Vậy thì khi nào gặp vấn đề mình muốn giải quyết vấn đề đó thì tự nhiên mình sẽ hình dung được thêm ở đâu, thêm trước hay thêm sau. Bây giờ vấn đề của mình là gì? Dư 2.3 dính liền số vừa nhập là. Vậy thì mình thêm xuyệt n ở đâu? Mình thêm xuyệt n ở đâu? Phía sau. Phía sau dư. Dư phần trăm d xuất xong số 3 thì xuyệt n. Thì tự động cái câu là số vừa nhập nó sẽ xuống dòng. Còn không thì trước khi xuất cái câu số vừa nhập thì xuống dòng trước rồi đã xuất. Được chưa? Nhưng mà có hai cách. Hai cách mình đều làm được, giải quyết được vấn đề. Tức là chỗ này sau khi mà phần trăm D, tức là xuất hiện số 3 xong, thì xuyệt N. Xuyệt N xong, thì xuyệt N xong, thì mới xuất cái câu là số vừa nhập. Hoặc là bạn không có xuyệt N ở đây, và bạn
xuyệt n ở đây. Được không? Giải quyết được vấn đề chưa? Xúc rồi xuống dòng hoặc xuống dòng rồi xúc, tùy mục đích của mình là gì. Rồi, bây giờ thầy giả sử như, giả sử như thầy lấy 1, 2, 3, thầy đã xúc được dư là 3, và thầy muốn lấy 12. Sau khi lấy được số 3 rồi thì lấy số 12 cho thầy trong số 1, 2, 3. 12 này ở đâu ra? 1, 2, 3 làm sao mà mình biến nó thành 12? Chia 10. Bình thường 123 mà chia 10 thì bằng mấy? 12,3. Nhưng mà mình chỉ lấy cái số 12 thôi thì lấy phần nguyên. Kịp chỗ này không? Đây, ok. Như vậy thì giả sử sau khi mình lấy dư xong thì mình lấy n, nó sẽ bằng n chia cho 10. Chú ý chỗ này. Tại vì số của mình là số nguyên. Số nguyên. Cho nên bạn lấy 123 chia 10 nó bằng 12,3. Nhưng n là số nguyên thì nó tự động nó chỉ lấy 12 thôi. Tại vì n mình khai báo là số nguyên. Còn nếu mà n là số thập phân thì nó lấy 12,3. Chú ý chỗ này, nhìn ha. Như vậy mình sẽ ghi còn lại, còn lại phần trăm n. N, chú ý thầy đang khai báo n là nguyên. Mình nhập vô 1, 2, 3. Đây, còn lại, dính còn lại nữa rồi. Còn lại. Xuyệt. Xuyệt n. Xuyệt n. N bằng n chia 10. Một, hai, ba. Còn lại, ủa sao? À, thiếu gì? Phần trăm D chứ sao phần trăm N? Rồi. 1, 2, 3. Rồi, còn lại là 12. Được chưa? Rồi, ok. Giả sử, mình lặp lại cái việc này một lần nữa. Chú ý kỹ nha. Giả sử mình lập cái việc này lại một lần nữa. 1, 2, 3. Còn lại là dư 2, còn lại là 1. Dừng được chưa? Và nếu như mình lập một lần nữa. Mình lập một lần nữa. Một, hai, ba. Dư ba. Dư hai. Dư một. Còn lại không. Đây là cái điểm để mình dừng vòng lặp. Bây giờ có ba số. Hồi nãy là một, hai, ba là ba chỉ số đúng không? Mình lặp ba lần. Mình lặp ba lần nè. Đây, mình đang lặp ba lần đây. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Có phải là mình lập cái việc là chia lấy dư rồi chia lấy nguyên ba lần không? Rồi. Nhưng mà cái chữ số của mình nhập vào, mình có biết trước là bao nhiêu chữ số không? Ví dụ, thầy nhập vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đâu để xong đâu. Vậy khi nào thì dừng? Khi còn lại bằng 0.
Được chưa? Rồi, chỗ này tạm thời mình sẽ không dùng đến cái này, mà mình sẽ dùng một cái vòng lặp. Vậy theo các bạn, do why hay why do? Làm trước rồi mới kiểm tra, hay kiểm tra trước rồi mới làm? À, tại vì số này chắc chắn lớn hơn không, cho nên ít nhất là mình chia được một lần. Cho nên làm trước rồi kiểm tra. Do why? Why cái gì? Why cái gì? Theo các bạn why cái gì? Đây, cái của mình làm ở bên trong là nó là cái này. Dư bằng N bằng. Vậy why cái gì? Trong khi N khác không, đúng rồi, chính xác, thì mình sẽ in dư và N ra. Trong khi N khác không thì mình tính dư, xong mình tính N. Ok, chạy. Mình nhập 1, 2, 3. 3 còn lại 12. 2 còn lại 1. 1 còn lại 0. Vậy có vẻ như đang bị dư, phải không ta? Vậy dư chỗ nào đây? Nó đang dư chỗ nào vậy? Nó dư dưới này nè. Thầy chưa chú thích. Còn dư ở phía dưới. Ok, chạy lại. Vòng lặp của mình đủ rồi, tại vì mình không có ghi ở dưới. Ok, được không? Rồi, chạy lại. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lấy được chưa? Rồi. Nhưng người ta yêu cầu mình là gì? Đếm thử có bao nhiêu số. Mà muốn đếm thì xuất phát thêm, phát sinh thêm một cái biến đếm bằng không. Lúc đầu là chưa có số nào, đúng không? Rồi, như vậy sau khi mình chia xong thì coi như là đã có được một số. Vậy chỗ này đếm cộng cộng, chia xong là có được một số đếm cộng cộng. Rồi xuống dòng, mình sẽ xuất cái đếm đó ra. À, chỗ này xịt xuống dòng cái cho nó rộng rãi. Số, chữ số của phần trăm D là phần trăm D. Có hiểu thầy đang muốn nói gì không? Như vậy không được rồi. Nếu như bạn muốn xuất cái số mà mình mới nhập hồi nãy là nhiêu á, rồi để số chữ số là đi. Số chữ số là phần trăm D. Mình xuất cái gì chỗ này? Đếm chấm phẩy. Số chữ số là, mình nhập vô 1, 2, 3, 4, 5. Số chữ số là 5. Nó lặp 5 lần. Lặp 5 lần. Và thực chất cái đoạn này mình không cần xuất, bởi vì người ta đâu có yêu cầu. Người ta yêu cầu là xem thử số đó có bao nhiêu chữ số mà. Mục đích của người ta là. Còn cái của mình xuất ở đây để cho các bạn biết số dư là số nào, số còn lại là số nào. Còn bài toán người ta không yêu cầu. Thành ra là mình chỉ viết như vậy là xong. Được không? Kịp không? Không kịp thì xem một lần không hiểu, xem 10 lần. 10 lần không hiểu thì 20 lần code đi code lại giúp cho thầy. Được chưa?
Từ những bài đơn giản như thế này nè, các bạn code N lần đi. Các bạn code đến lúc nào mà các bạn không cần phải suy nghĩ, tự động nó chảy từ trong đầu ra tay. Nó giống như lúc mà các bạn tập xe máy á, lúc đầu các bạn đi, khi mà các bạn quẹo cua, các bạn có lo lắng không? Có chứ, làm gì không. Cái ngày đầu tiên mà anh đi á, chứ còn đừng nói bây giờ, đúng không? Thì khi mà chuẩn bị cua một cái là bắt đầu phải lo nè. À, phải gồng cái tay lên nè, bẻ cua đúng không? Thì bây giờ mình code cũng vậy. Bây giờ nhập vô là cái gì, kiểu in là cái gì? À, kiểu in, kiểu float. À, kiểu float là F. À, kiểu cha là F nãy đúng không? Cha sao đúng không? Rồi cuối cùng mới kêu double hả thầy? Nhưng mà nó là in. Ngày lúc đầu mình gồng tay để mình đi cua đó. Còn bây giờ sao? Còn bây giờ chỉ cần xác định điểm đến là đến trường. Cầm cái chìa khóa mà xe nó chạy lúc nào cũng không biết luôn. Phải không? Bây giờ chỉ cần ngồi lên xe là tự động xe nó đến trường. Chứ gì nữa? Mình đề lúc nào mình cũng không biết luôn. Rồi xe nó chạy tốc độ nhiêu cũng không biết luôn. Cứ thấy người trước chạy mình chạy. Vậy thôi. Và lúc nào nó đến trường mình cũng chẳng biết. Phải không nào? Thì bạn code đến lúc nào nó phải như vậy. Cứ trong đầu nghĩ cái đề là tay nó tự gõ chứ không phải cái đầu nó nghĩ nữa. Cái đầu nó không nghĩ code gì hết trơn á. Mà cái tay nó tự gõ. Vậy mới được. Mà muốn từ cái lúc mới tập xe cho đến bây giờ ngồi lên xe nó tự chạy bao lâu rồi? Mấy năm. Lặp lại bao nhiêu lần rồi? À, trăm ngàn lần, cả triệu lần rồi. Thì code vậy đi. Phải vậy không? Đó, lặp lại trăm ngàn lần, triệu lần đi. Đảm bảo với các bạn ngày hôm sau các bạn chỉ cần đọc cái đề thôi là code nó tự chảy ra tay, không cần nghĩ. Được không? Được nha. Chắc chắn ra, làm đi. Quan trọng là em